phóng sinh cá, nam thanh niên bất ngờ bị côn trùng cực độc tấn công và cái kết. Chàng trai này được biết đến là hot TikToker chuyên làm content về các buổi đi câu cá thú vị. Sáng nay, sau khi câu thành công một con cá to, anh ta đã quyết định phóng sinh nó. Thế nhưng từ trong bụi rậm, bất ngờ xuất hiện một con côn trùng gì đó. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bay vụt tới rồi liên tục cắn vào bắp chân của nam thanh niên, khiến anh giật mình hoảng sợ. TikToker cố gắng chạy trốn thật nhanh nhưng con côn trùng kia vẫn truy đuổi anh ta đến cùng. Vài phút sau, khi thấy xung quanh đã an toàn, chàng trai lấy lại bình tĩnh và kiểm tra những vết thương trên cơ thể mình. Lúc này trên đùi và cả tay của anh có rất nhiều vết ong đốt. Càng hãi hùng hơn khi anh nhận ra danh tính thật sự của con côn trùng vừa tấn công mình, đó chính là một con ong bắp cày. Loài ong này được biết đến như một loài côn trùng nguy hiểm nhất thế giới vì nọc độc của chúng có nguy cơ gây mất mạng. Khác với những con ong mật sẽ chết ngay sau khi đốt người, ong bắp cày có khả năng tấn công nhiều lần mà vẫn nhởn nhơ sống sót. Điều này khiến chúng càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Phía dưới phần bình luận, nhiều người lo lắng cho nam TikToker. Mọi người đều cho rằng anh nên đến bệnh viện để kiểm tra và lấy nọc độc ra trước khi quá trễ. Còn bạn, bạn có thêm thông tin gì về loài ong đáng sợ này hay không? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết về nhé!